Hello, hello cả nhà. Tiếp theo, sáng nay em xin giới thiệu đến cả nhà cây bông trang lá trung màu trắng. Đây là cây bông trang lá trung màu trắng, màu cốt và ra hoa. Nhà xem cái bông này, cái mặt bông như thế đấy, và cái thân cây này, lá trung. Ở dưới đó của em là lá trung màu hồng phấn, đây là lá trung màu trắng. Nguyên cái lô lá trung màu trắng của em này, đây là nguyên cái lô màu trắng lá trung của em. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Khách hàng nào đặt mua bông thì hãy comment bên dưới giúp em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.